giả danh các nhà mạng gọi điện thông báo số thuê bao điện thoại của bạn đã trúng thưởng tài sản có giá trị lớn. Để nhận được tài sản đó phải mất phí. Nếu đồng ý thì mua thẻ cào nạp vào số tài khoản mà các đối tượng lừa đảo cung cấp. Sau đó các đối tượng chặn liên lạc lại và chiếm đoạt số tiền đó. Giả danh cơ quan chức năng, công an, tòa án, gọi điện thông báo người dân có liên quan đến vụ án hoặc xử phạt nguội vi phạm giao thông, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản mà các đối tượng lừa đảo đưa ra để phục vụ công tác điều tra. Khi người dân chuyển tiền vào tài khoản các đối tượng yêu cầu thì các đối tượng chặn liên hệ và chiếm đoạt số tiền đó. Tạo các tài khoản mạng xã hội ảo như Zalo, Facebook để đăng bán hàng hóa. Yêu cầu bị hại đặt cọc hoặc thanh toán đầy đủ số tiền theo thỏa thuận mua bán. Các đối tượng chặn liên hệ và chiếm đoạt số tiền đã nhận được. Chuyển khoản nhầm tiền để lừa đảo ép vay nặng lãi. Khi có được thông tin cá nhân của người dùng như tên tuổi, số điện thoại hay địa chỉ, các đối tượng lừa đảo sẽ cố ý chuyển nhầm một khoản tiền đến cho nạn nhân. Kẻ lừa đảo giả danh là người thu hồi nợ của một công ty tài chính để liên hệ với nạn nhân. Lúc này chúng yêu cầu người dùng trả lại số tiền kia như một khoản vay cùng với khoản lãi cắt cổ.